Cái ngọn thì mọi người chú ý là dựng cái ngọn là nó từ to nó nhỏ dần, sau đó là tại cái cành sau cùng của cái co sau cùng chúng ta dựng lên một điểm để làm cái điểm dừng của cái ngọn, thì sau này cái ngọn này nó sẽ không phát triển mạnh, nó chỉ ra đây vài chỏm thôi. Thì chúng ta đây là điểm dừng của ngọn. Không được. Tại vì nếu em ấy, em nếu không dựng một cái chóp này, em bẻ một cái này, sau này buộc em phải lấy những nhiều nhánh ở đây ra. Nhiều nhánh ở đây ra để làm cái thành một cái tam giác cho nó kín. Thì lúc đó ở đây á, cái cành này nó sẽ bị phù. Em để những cây sam ở miền Trung á, cái ngọn người ta hay bị như vậy á. Cây sam miền Trung là cái nhánh ở đây, người ta không có dựng lên, mà người ta lấy nhánh lên xong ta cắt côn lại thành cái ngọn. Nhưng mà khi chúng ta nhìn ở đó thì tại cái điểm mà điểm phân nhánh như giả sử như đây nè, nó nhánh về thì nó lại cái thân ngọn ở đây, nhưng mà cái trên sam nó lại phù ra vậy. Thành thử tại sao phải dừng cái này, chúng ta không dùng nhiều cành trên một cành để làm ngọn, mà chỉ dùng một cành duy nhất để làm cái đỉnh thôi. Tại vì khi sau này nhá, cái này nó ra cành nhá, ra cành thì cái lá này nó dày lên, nó sẽ che kín khoảng này, nhưng mà nó sẽ không làm được cái đỉnh, thì chúng ta phải làm dựng cái đỉnh này. Nếu mà chúng ta để nhiều cành á, nó sẽ bị phù, nó bị u lần cục ở trên chỗ này. Thành thử chỉ có cách dựng đỉnh để làm điểm dừng cho cái ngọn. Không ra một cái gì, nhưng mà nếu chúng ta làm xong thì cái tác phẩm nó nên nhiều cái nét rất là đẹp. Những người chơi xanh cũng vậy, không cần thiết phải chơi những cây to đùng hay là cái cây gì, thì ngay cả những cây bé xíu xíu này cũng có thể làm tạo nên được những cái ấn tượng. Nếu chúng ta có những cái theo cái ý tưởng hay và những cái bàn tay khéo léo, chúng ta có thể tạo nên được những cái tác phẩm. Không được cái thân như vậy thì cũng không, sẽ không đẹp được. Thành thử chúng ta phải làm ra được những cái thân đẹp như vậy. Có những cây nó không phải mặt tiền, nhưng mà mình muốn khoe cái quái ra thì có thể mình lấy luôn cả cái mặt, nó chọi nhưng mà chọi quái mình đưa vô cũng được. Cái đó không bắt buộc, nhưng mà để tạo cho chiều sâu của cây nên chọn những cây có cái chiều cong. Nó không bắt buộc, nhưng mà nếu mà chơi thì mình nên chọn cho nó đúng vậy thôi. Cái cây à? Chúng ta chơi đúng mặt chiều thuận thì nhiều khi mình không thấy được. Nhưng mà cái này nếu mình có thể mình làm luôn hai mặt tiền, để mặt này mình vẫn thấy được cái quái. Phong cách này có thể nói là áp dụng cho được cả miền Bắc, miền Nam, miền Trung và cả quốc tế.
Bây giờ là chúng ta làm theo kiểu cơ bản thôi để dựng một cây. Nó có một cái kiểu chương. Sau khi đi tất cả các miền, đi một vài nước, cả châu Á, cả châu Âu, thì tôi rút ra được một cái kiểu làm chi là thi cây Việt Nam á, là có thể mang đi được vượt qua luôn toàn cầu luôn. Thì có cái kiểu chi đó là tôi thấy đẹp, thì lát nữa tôi biết chắc các bạn ở miền Bắc đây cũng thấy đẹp. Và khi ngay cả những cái ông nước ngoài hôm trước đi qua, họ cũng làm theo cái kiểu chi đó. Thì đó, chúng ta phải tìm ra được một cái mẫu số chung cho tất cả mọi người. Thì chúng ta tạm nghỉ chứ.